Hello, chào em Long Thủ nhá. Hôm nay anh em có ra sân không anh em? Lần trước thì mình review cây Aura Speed 90K Metallic của Under Atoten. Thì các bạn thấy cây vật rất là ok rồi. Thì nhiều bạn vào comment bảo là anh em review cây HS Plus đi anh. Thì ok, hôm nay đã có cây Victor HS Plus anh em nhé. Thì cũng thuộc dòng Aura Speed, thuộc dòng tấn công nhanh anh em ạ. Nó là dòng Aura Speed tốc độ mà. Thì đây, cái HS Plus này thì đang gắn liền với tên tuổi Hendra Setiawan của Indonesia, gọi là Daddy của làng cầu lông thế giới hiện tại, vẫn còn đang chơi. Và hôm trước mình đọc cái thông tin ở trên các diễn đàn cầu lông, hình như ông này là 21 hay là 23 năm vào các trận chung kết của đôi nam và tất cả các giải này. Đấy, 23 năm liên tiếp, có lẽ là một cái kết quả mà phải rất rất lâu mới có người để mà có thể phá được ấy, chứng tỏ là phong độ và sự bền bỉ cực kỳ ổn định đó. Thì cây HS, lần trước mình đã review cây Aura Speed HS rồi, nhưng mà cây HS Plus này thì có lẽ là nổi nổi tiếng hơn rất nhiều. Cái HS Plus này đang được Setiawan sử dụng, và đơn nam thì có Pranoy HS của Ấn Độ cũng đang sử dụng. Thì ngày trước thì mình thấy Pranoy sử dụng Mizuno, nhưng mà bây giờ gần đây thì hình như hết hết hợp đồng ký tài trợ với Mizuno rồi thì chuyển qua Victor. Thì mình thấy Victor gần đây cực kỳ nổi tiếng. Có một thời gian Victor bị chìm trong một thời gian rất là dài, nhưng bây giờ thì lại rất khác rồi. Bây giờ Victor trở lại cực kỳ mạnh mẽ, tài trợ cho toàn những top thủ thế giới thôi, và những cái vợt của Victor ra gần đây cực kỳ chất lượng, phải nói là như thế, phải công nhận là như thế các bạn ạ. Các bạn có thể thể thấy là bây giờ các vận động viên top thế giới đã sử dụng Victor cũng chiếm thị phần rất rất lớn, không kém gì Yonex luôn. Mình còn thấy còn trội hơn cả Li Ning đấy các bạn ạ. Thấy kinh khủng nhá. Đó chứng tỏ là một cái lần trở lại cực kỳ mạnh mẽ của Victor lần này. Và tất nhiên những cái vật cực kỳ chất lượng như vậy thì nó vẫn có thể chạy đua được theo với những ông lớn trong làng cầu lông, ví dụ như Victor hay Li Ning, các Mizuno các bạn nhé. Trở lại với cái vật HS Plus thì đây, mình bỏ cái mặt nạ này ra để chúng ta có thể thấy hai cây này, cái giá nó đang xem nhau các bạn nhé. Nếu các bạn mua ở trên các nơi bán khác thì mình không biết, nhưng phải tầm khoảng gần 4 triệu, nhưng mà các bạn mua qua mình thì chỉ trên 3 triệu một chút thôi các bạn nhé. Thì đây, cặp vật này nó ngang giá nhau, chính vì vậy mình để cạnh nhau để chúng ta có sự so sánh. Nói về tổng thể màu sắc thì anh em thấy thế nào? Cây 90K Metallic thì mình thấy cái màu nó sáng hơn, nó nổi bật hơn. Và cá nhân mình cũng thấy nó màu sắc của cây 90K Metallic đẹp hơn là cây HS. Đấy là cá nhân của mình thôi. Còn nếu anh em mà thích trầm tính thì chắc chắn là cây HS Plus thì lại nằm trong tầm ngắm của anh em là đúng không? Bởi vì cây 90K Metallic này nó có vẻ đẹp sáng, sáng và có cái gì đó nó hơi nữ tính, hơi nổi bật. Nhưng mà mình thích cái màu của nó, mình thích màu nó. Còn cây HS Plus này thì cực kỳ nam tính, có màu đen lì, đen nhưng không phải đen bóng, đen sâu mà đen như kiểu sang màu đen chì ấy. Và nó có những cái kẻ họa tiết rất là đẹp, đơn giản, đơn điệu nhưng đẹp và khỏe khoắn. Và trên khung của nó thì có khảm màu xà cừ rất là hay. Đấy các bạn nhìn này, nó đổi màu rất là đẹp. Đó, còn cái ngoại hình cây vợt thì nó cũng có điểm khác đấy các bạn ạ. Về cán cầm thì mình thấy hai chiều dài cán cầm hai cây khá giống nhau, với đũa vợt thì cũng đều sử dụng đũa vợt Slim Sharp 6.8 mm. Về mặt vợt thì nó, về ngoại hình mặt vợt thì nó có hình dáng khá tương đồng, nó đều là hình như kiểu oval oval cân đối rất đẹp. Mình thích cái kiểu mặt vợt như thế này, và chắc chắn là những cái kiểu mặt vợt như thế này thì điểm ngọt của nó rất là rộng, bởi vì do nó hình oval đều, thế nên là điểm ngọt ở giữa nó rất là rộng. Còn nói về về mặt vợt và đũa vợt, chiều dài đũa vợt thì cây 90K Metallic thì mặt vợt của nó sẽ lớn hơn, chiều mặt vợt nó lớn hơn một chút và nó dài hơn một chút. Còn cây HS Plus thì mặt vợt nó thon vào một chút và nó ngắn hơn một chút. Chính vì vậy nó sẽ dẫn đến cái đũa của cây HS Plus dài hơn cái đũa của cây Aura Speed 90K Metallic các bạn ạ. Đấy, nó sẽ dài hơn một chút. Nếu mà chúng ta để đũa bằng nhau này thì chúng ta sẽ thấy đũa được của cây HS Plus dài hơn khoảng một phân, gần một phân. Nhưng mà cái mặt vợt của cây 90K Metallic này thì lại dài hơn cây HS Plus một phân. Đó, các bạn nhìn này. Đó. Thì ok, bỏ sang một bên thì đó là ba vòng. Còn về thông số thì hai cây vợt này nó đều thuộc dòng phân khúc cứng các bạn nhé, nó thuộc dành cho anh em phong trào, và vì cây này nó thuộc phân khúc người chơi chuyên nghiệp, thế nên nó không không có lý do gì nó lại là cây mềm cả. Đó, đây các bạn có thể thấy này, stiff đây, nó gần max stiff luôn, nó gần là super siêu cứng luôn này các bạn này. Đấy, nó cũng cận siêu cứng luôn đấy. Mình thấy nó là cây vợt siêu cứng, ở đối với tay mình thì nó cứng, nó là cứng. Và đây là hai cái 4U, trọng lượng thì cũng đều xem 85 gram. Thân vật cứng và điểm cân bằng của nó thì là mình, các bạn thấy như thế nào? Điểm cân bằng của nó thì mình thấy cây Aura Speed đây điểm cân bằng là 295, 90K Metallic là 295, còn cây HS Plus thì nó là điểm 292. Thì cây ở đây thì chúng ta có thể thấy được cây Aura Speed
90K Metallic nó nặng đầu hơn một chút, nhưng cái đũa vợt nó ngắn hơn. Và khi mà cái đũa vợt nó ngắn hơn thì mình cảm giác khi cây vợt nó cứng hơn và nó đầm tay hơn. Đấy. Thì mình sẽ cảm nhận của mình là như thế. Còn chuyển sang cây HS Plus thì cây đũa nó, đũa vợt nó dài hơn một chút, mặt vợt nó nhỏ hơn một chút, khung nó mảnh hơn một chút, nhưng nó lại nhẹ đầu một chút. Thì khi tổng thể cái vợt chúng ta cầm thì chúng ta thấy cái HS Plus nó nhẹ hơn một chút. Nó nhẹ hơn, nó thanh thoát hơn. Và mặc dù nó nhẹ đầu nhưng mà do cái đũa vợt của nó dài, cái gióng vợt của nó dài, thì khi mà chúng ta cầm, chúng ta vung, thì vung tay thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy được là nó có cái tay đòn trợ lực cho chúng ta rất là ok hơn. Đấy. Thì mình, nếu mà nói về hai cây này, các bạn hỏi là cây nào dễ chơi nhá, thì mình thấy cái HS Plus dễ chơi hơn cây 90K Metallic. Đó. Mình cầm mình cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó thanh thoát, và mình ra cái ngọn vợt nó rất sướng các bạn ạ. Đấy. Các bạn có thể thấy cái tiếng rít gió mà mình vung ấy, mặc dù tay mình không phải khỏe lắm đâu các bạn ạ. Đấy. Và mình vung nó cứ ra cái tiếng roi nó rất là rít gió, và nó xé gió luôn các bạn ạ. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái khung của nó này, nó cũng đã thu gọn mạnh hơn rất nhiều, và nó vát hơn rất là nhiều. Đó. Còn cái khung bên này thì cảm giác nó hơi hộp, nó có mỏng, nhưng cảm giác của cây 90K Metallic thì nó hơi hộp một chút và nó hơi dày khung hơn một chút. Còn cái cây Aura Speed thì đúng là cây HS Plus Hypersonic này thì nó công nhận là nó mảnh thật. Cái khung vợt, cái kiểu thiết kế khung vợt của cây Aura Speed này, cây HS Plus này, thì mình gần thấy giống cây BS12 các bạn ạ. Gần giống cây khung vợt của cây BS12. Nó có gì đó nó rất là vát, nó có gì đó rất là mảnh, và theo cái cấu trúc Hexagon Frame thì là ngôi sao 6 cánh thì nó rất là thoát gió các bạn nhé. Nhìn này các bạn nhìn này, nó rất là mỏng, và mình thích cái kiểu oval đều, cái khung nó dàn đều ra. Nó không bị như cái cây BS12, đó là trên này thì BS12 rất là nhỏ, ở dưới này của BS12 to. Nó bị khung, nó bị dày lên, to lên, nhưng không, cây này nó đều. Nó cho chúng ta cái cảm giác cây vợt nó cân đối, nó đẹp, nó hài hòa. Kể cả cái đũa vợt vậy, không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Nó rất là hài hòa với cái mặt khung. Đó. Chữ HS ở đây có nghĩa là Hypersonic các bạn nhé, siêu thanh. Đó, và đây là Plus là bản nâng cấp của bản HS thường. Thì cái giá cây này, nó tất cả hai cây này, kể cả cây 90K Metallic này, thì nó đều là thuộc phân khúc cao cấp nhất của nhà Victor. Và cái giá trước khi sale của nó đều trên 4 triệu. Nhưng mà gần sang tháng hè này, tháng 5, tháng 6 này, thì bắt đầu Victor đang chạy chương trình sale. Thì mua theo combo, thì khi mà xé lẻ ra cùng với cây giá rẻ tầm trung nữa, thì các shop thường thường sẽ hạ cây giá cây này xuống, nhưng thường thường là sẽ rơi vào khoảng 3.8 triệu, 3.9 triệu. Nhưng mà các bạn mua hai cây này qua shop Mountain thì chắc chắn sẽ có cái giá rất ưu đãi các bạn nhé. Các bạn cứ inbox cho shop thì các bạn sẽ được những cái giá cực kỳ ưu đãi và hợp lý. Còn về chất lượng thì hàng hai cây này đều là hàng chính hãng, được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Đó, lỗi cho nhà sản xuất thì các bạn cứ gửi về shop sẽ hỗ trợ bảo hành, đổi bảo hành cho các bạn nhiệt tình luôn. Còn tất nhiên khi mà hãng chấp nhận bảo hành và trả bảo hành thì cái phí ship chắc chắn là bên mua phải chịu nha các bạn nhé. Các bạn chịu, nhưng phí ship nó không cao đâu, nó chỉ khoảng 30.000 đến 35.000 một chiều thôi. Đó, thì shop sẽ hỗ trợ các bạn đổi trả bảo hành cực kỳ uy tín để cho các bạn yên tâm nhé. Còn nếu mà các bạn nhìn lại cái cây HS Plus một chút nhé, bởi vì cây 90K kia thì là mình không cần nói nhiều rồi. Vậy cái đây nó là cây cao cấp và chắc chắn nó sẽ được trang bị rất nhiều các cái điểm tối ưu của nhà Victor rồi. Đấy, các công nghệ chất liệu cực kỳ tốt, cực kỳ xịn sò đấy, của đến từ nhà Victor, nhất là công nghệ Pyrofuel, đó là công nghệ carbon cường lực được phát triển, sợi carbon cao cấp được phát triển bởi Mitsubishi Nhật Bản các bạn nhé. Đó. Đầu tiên chúng ta có thể dễ thấy là cái đế của nó là đế trắng các bạn nhé. Đế trắng này nó là công nghệ Freecore, nó là đế đúc nhựa nguyên khối. Nhựa đúc nó cho cái cảm giác cầm chắc chắn hơn, nhẹ hơn, và nó sẽ cho ổn định cho cái trục đũa vợt hơn. Và nó có công nghệ mũ chụp này, nó cũng làm cho cái cây vợt nó đập cầu nó cắm hơn, trợ lực tốt hơn ở những khu đập cầu. Nó khác với cái cây Victor Aura Speed 90K Metallic, đó là cây 90K Metallic vẫn sử dụng đế gỗ, cán nhựa gỗ nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng cây 90K cây HS Plus này đã chuyển sang công nghệ nhựa đúc Freecore các bạn ạ. Và đặc biệt là cái công nghệ Wet 3.0 của Victor, công nghệ mà phải nói là cực kỳ ngon, chống rung cực tốt và ổn định, đánh cầu ở tốc độ cao, thì đã được áp dụng lại một lần nữa, được áp dụng trên cây HS Plus này các bạn nhé. Công nghệ Wet 3.0 này là không có trên cây HS thường các bạn ạ. Đó, công nghệ đây, carbon Pyrofuel anti torsion là công nghệ chống rung này, sợi carbon cao cấp fit cùng với áp dụng công nghệ anti torsion chống rung trục vật các bạn nhé. Ở trên này có chữ HS Plus. Đấy.
các bạn có thể thấy được. Và tất nhiên rồi, nó là công nghệ được sử dụng bởi các nano fortify, carbon nano fortify, đó là các carbon cao cấp, cũng được sử dụng trên rất nhiều các vòng vật cao cấp của nhà Mizuno các bạn ạ. Đấy, rất rất nhiều các công nghệ hardcore technology, các thứ rất rất nhiều công nghệ. Thường thường là cái mặt vợt bây giờ đang được áp dụng cái công nghệ đó là sợi carbon cao cấp tổng hợp kết hợp cùng với nhựa tổng hợp cao cấp resin ấy, các thứ đó, nó sẽ cho được một cái khiên vợt nó có sự ổn định nhất định đó. Thì hầu như tất cả các cái khung vợt bây giờ của tất cả các hãng nó đều sử dụng cái công nghệ đấy để nó cho cái sức đàn hồi của mặt vợt tốt hơn, lực đẩy của mặt vợt tốt hơn. Chính vì vậy mà càng những cây vợt gần về ra sau này thì cái tốc độ cầu maximum cho phép nó càng ngày được càng được phá vỡ kỷ lục, cứ càng về sau sẽ tốc độ cầu cao hơn lần trước các bạn ạ. Ok, thì vừa nãy là cái bài, trên đây là cái bài review nhanh của mình về cái cặp vợt này. Thì anh em thấy mình phù hợp với cây nào thì anh em có thể là chọn. Thì về phía mình thấy cái HF Plus sẽ phù hợp với mình hơn, đầm đầu hơn, thì sẽ là cây 90k metallic, nhưng mà nó cũng không chênh nhau nhiều đâu. Nhưng mà mình thích được cái đó là cái sự linh hoạt của cây HF Plus, nó sẽ linh hoạt hơn cây 90k metallic. Và cái lực khi mà mình bộc phát, mình đập lực nhanh ở gõ cổ tay các thứ thì lực bộc phát tức thì, thì rõ ràng cây HF Plus sẽ cho cái lực tức thì nhanh hơn, cho những điểm cầu nhanh hơn, hiểm hơn. Còn nếu nói về cầu nặng, cầu vung cánh tay đập các thứ thì cây 90k metallic sẽ cho trội hơn. Còn ok, các bạn có thể xem để thấy cái nào phù hợp với mình để chọn cho mình cái cây vợt phù hợp nhất nhé. Còn nếu mà anh em có giá tốt thì hãy inbox cho mình, mình chắc chắn sẽ để cho các bạn những cái giá cực kỳ ưu đãi. Hãy liên hệ với Mark Badminton 0967888183 nha anh em nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like video nha anh em nhé.